Mỹ Thuật Laptop xin kính chào các bạn. Ngày hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn một mẫu cây gaming của VPTEC với mã là FA404B màu đen nha. Mẫu cây này đang bán có giá là 1.090.000 đồng. Các bạn lưu ý, với mẫu cây này chúng ta sẽ có được một cái mẫu cây gaming màu sắc cực kỳ ngầu và nam tính, được trang bị sẵn 4 fan LED, bao gồm 3 fan LED ở mặt trước, 1 fan LED ở mặt sau, một dải đèn LED ở phía cụm nguồn. Và với cái mẫu cây này các bạn có thể gắn thêm được 4 fan LED nữa. Cơ bản là các bạn sẽ gắn được 2 fan LED ở phần top của cây và 2 fan LED ở phía cụm nguồn phía dưới. Và mẫu cây này với mã là FA404B đang có giá bán với mẫu màu đen là 1.090.000. Và có thêm một mẫu màu trắng nữa có giá là 1.150.000 nha. Mẫu cây này thì được tích hợp khung kính cường lực dạng cửa bản lề ở mặt hông. Đây là chiếc khung kính cường lực, các bạn có thể dễ dàng tháo ra nha. Thiết kế thuộc dạng bản lề. Thì với mẫu cây này mình đang gắn cho bạn khách một cái cấu hình như sau. Với men là AX Gốc B450M Steel Legend, CPU Ryzen 5, CPU Ryzen 5 phiên bản 3500G nha. Với dòng CPU này các bạn được tích hợp VGA onboard, có thể chiến được game Liên Minh Huyền Thoại ở mức cơ bản. Bộ nguồn ZTEC Atem, công suất thực là 80+ chuẩn Gold, RAM DeltaFox RGB. Và với sự hỗ trợ của fan tản nhiệt Zonbao CR1000. Các bạn lưu ý, đối với mẫu cây này hệ thống đèn LED của mẫu cây sẽ được tích hợp và tự động thay đổi màu. Khi mà các bạn gắn thêm hệ thống tản nhiệt khác của những hãng khác thì chúng ta sẽ điều chỉnh riêng nha. Và đây là nội thất bên trong khi mà mình lắp men B450M của AX Gốc phiên bản Steel Legend, đi kèm CPU AMD Ryzen 5 3500G thế hệ thứ 2. Nó như sau. À, cái này là module tản nhiệt của Coolmon, để cho bạn có thể lắp được những hệ thống tản nhiệt của fan Coolmon vào sau nha. Hệ thống này độc lập với hệ thống fan cây của VPTEC FA404B. Thì với cấu hình này các bạn có thể chơi được những thể loại game như là Liên Minh Huyền Thoại độc kích ở mức độ cơ bản. Chúng ta có thể gắn thêm VGAG vào sau nha. Hiện thời chưa có gắn VGAG trên cái mẫu cây này. Và một điều đặc biệt thì với mẫu cây FA404B các bạn có thể gắn được VGA dạng thẳng đứng ở đây nha. Với sự hỗ trợ của cái giá đỡ VGA thì chúng ta có thể gắn được VGA dạng thẳng đứng luôn. Thùng này khá là to, thì cái mẫu thùng này sẽ phù hợp nhất với những bạn là sử dụng những hệ thống máy tính đời mới, CPU Ryzen đời mới hoặc Intel đời mới thế hệ thứ 10, thế hệ thứ 11, giúp thông thoáng các linh kiện bên trong, hoặc là những bạn sử dụng những cái mainboard hầm hố to của dòng X99 hoặc là X79, dòng Mentor để gắn CPU Xeon, thậm chí là chạy đua Xeon trên dòng cây này nha. Mình xin nhắc lại, mẫu FA404B phiên bản màu đen đang có giá bán là 1.090.000 đồng. Với phiên bản màu trắng thì sẽ có mã là FA404W có giá là 1.150.000 đồng. Các bạn khi lắp cây tại Mỹ Thuật Laptop sẽ được hỗ trợ lắp đặt miễn phí nha. Một lần nữa cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi video này.